Hi, mến chào quý anh chị và các bạn đến kênh Minh Trang miền Tây học hỏi và sáng tạo nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem một cái dàn móng băng kiểu mới của mình làm nha. Thì nền móng này có diện tích là 80 mét vuông, với chiều ngang là 5 mét, chiều dài là 16 mét nha. Thì mình cũng mời cô chú anh chị và các bạn xem có những cái gì cần góp ý thêm. Thì mong cô chú anh chị và các bạn bình luận bên dưới để cho mình học hỏi thêm kinh nghiệm nha. Rồi, cô chú anh chị và các bạn xem nền móng của mình làm như thế này, thấy có hay rồi hữu ích nhớ đăng ký và chia sẻ cho mọi người cùng xem và cho mình một like. Mình chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Rồi, mình mời cô chú anh chị và các bạn xem nha. Thank you.